Thưa Hội Thánh, hôm nay tôi rất vui được học lời Chúa với Hội Thánh với đề tài Luật lệ của nước Thiên đàng. Trong Kinh Thánh Matthew 20 câu 1 đến câu 16 và câu 20 đến câu 28. Câu gốc: như vậy người rốt sẽ lên đầu, còn người đầu sẽ lên cuối. Matthew đoạn 20 câu 16. Trong Matthew đoạn 20 có 4 phân đoạn, tôi xin chia sẻ 2 phân đoạn. Một là câu 1 đến câu 16, hai là câu 20 đến câu 28. Theo Matthew đoạn 20 câu 1 đến câu 16 thì nước thiên đàng giống như một chủ vườn nho kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi người một đa-mi-ê thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng 9 giờ sáng, người chủ lại ra thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ thì nói rằng: các ngươi hãy đi vào vườn nho ta và ta sẽ trả tiền công cho. Họ liền đi ước chừng 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Người chủ lại ra và cũng làm như vậy. Ước chừng 5 giờ chiều, chủ lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng: sao các ngươi đứng cả ngày không làm chi hết? Họ trả lời rằng: vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: các ngươi hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho lại kêu người quản lý của mình: hãy gọi những người làm công mà trả tiền cho họ, từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công từ giờ thứ 11, tức là 5 giờ chiều, đến lãnh mỗi người một đa-mi-ê. Rồi tới phiên những người đầu đến tưởng được nhiều hơn, xong họ cũng lãnh chỉ một đa-mi-ê. Khi lãnh rồi làm bằng với ông chủ, những người nào rốt này chỉ làm có một giờ mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc và cả ngày và gian nắng. Xong chủ trả lời: bạn ơi, tôi không xử tệ với bạn đâu. Bạn há chẳng đã định với tôi một đa-mi-ê sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Tôi muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho bạn vậy. Tôi há không có phép dùng của cải theo ý của tôi sao? Hay là bạn thấy tôi ở tử tế mà lấy mắt ganh chăng? Rồi Chúa Giêsu kết luận chuyện kể của Ngài: như vậy người cuối sẽ lên đầu và người đầu sẽ trở nên rốt. Và đó cũng là câu gốc của chúng ta trong phần Kinh Thánh này. Đây là ẩn dụ rất lớn, giải bày một lẽ thật quan trọng. Sự ban thưởng của Chúa không căn cứ vào thời gian, nhưng căn cứ vào nhu cầu. Chúng ta thấy ông chủ vườn nho này đầy lòng thương xót và nhân từ. Nếu ông trả cho người làm công chỉ một giờ theo tỷ lệ thời gian thì gia đình họ
sẽ không đủ ăn. Còn trong Matthew 20 câu 20 đến 28 ghi chép một câu chuyện về bà mẹ của hai sứ đồ là Gia-cơ và Giăng đến với Chúa để xin Ngài cho hai con trai mình, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả trong nước Chúa. Bà ao ước các con trai đồng trị với Chúa trong nước thiên đàng. Khi Chúa Giêsu hỏi: các ngươi không hiểu điều mình xin, các ngươi uống được chén mà ta sẽ uống không? Hai người trả lời rằng: chúng tôi uống được. Ngài phán rằng: thật, các ngươi sẽ uống chén ta, nhưng mà ngồi bên hữu hai bên tả ta thì chẳng phải tự ta cho được, ấy là cho những người nào mà cha ta đã chuẩn bị. Cảm ơn Chúa vì qua ẩn dụ và câu chuyện của bà CBD, chúng ta biết Chúa yêu thương chúng ta nên đã bước ra khỏi thiên đàng, mời gọi chúng ta vào trong nhà của Ngài. Ngài hiểu rõ nhu cầu của chúng ta và chu cấp cho chúng ta dù chúng ta mới bước vào trong vườn nho của Ngài. Chúa cũng muốn chúng ta hầu việc Ngài vì vui sướng được hầu việc Ngài, chứ không vì ngôi vị đồng trị với Ngài sau này. Đó là luật lệ của nước thiên đàng. Nhưng còn rất nhiều sự dạy dỗ quan trọng về luật lệ của nước thiên đàng trong ẩn dụ Chúa kể và câu chuyện của bà CBD, chúng ta sẽ cùng học với nhau. Thứ nhất, Chúa quý trọng dân Do Thái và dân Do Thái thuộc linh. Dân Do Thái hãnh diện vì họ được Đức Chúa Trời chọn làm tuyển dân của Ngài. Trong ẩn dụ này, Chúa Giêsu ví họ như những người làm công được Chúa mời vào trong vườn nho lúc sáng sớm, và những công nhân được chủ lần lượt mời vào làm từ lúc 9 giờ, 12 giờ, 3 giờ chiều và 5 giờ chiều, là những người thuộc dân ngoại đã bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình và được Ngài tiếp nhận vào vườn nho của Ngài. Chúng ta là những công nhân vào vườn nho của Chúa lúc 5 giờ chiều. Đến ngày ban thưởng, Chúa Giêsu ban thưởng những người cuối trước, họ là dân Do Thái thuộc linh, và phần thưởng của họ ngang bằng với gia tuyển dân của Chúa. Tại sao vậy? Vì Chúa ban thưởng cho mỗi người không theo thời gian họ làm việc, nhưng theo tinh thần hầu việc của họ. Dân Do Thái hầu việc vì công giá, một Đa-ni-ê, cho một ngày. Còn dân ngoại, hay là chúng ta bước vào nhà Chúa mà chẳng hề thắc mắc về công giá, chúng ta hoàn toàn tin cậy ông chủ và chỉ muốn được phục vụ, vì chúng ta giống như những người ở không cả ngày. Chúng ta không tìm được chân thần
để phục vụ. Vì thế, khi được Chúa mời chúng ta gặp được chân thần và vui thỏa bước vào ngay để phục vụ. Và khi Chúa ban thưởng thì ai là người tận hiến thì sẽ trở nên đầu trong nước thiên đàng. Thứ hai, Chúa quý trọng mọi người. Tuyển dân Do Thái xem thường dân ngoại là dân không được chọn, người có địa vị cao xem thường người có địa vị thấp, hai người không có địa vị. Nhưng luật lệ của nước thiên đàng thì không như thế. Chúa quý trọng mọi người. Chúa chọn Môi-se, một hoàng tử Ai Cập yêu mến Chúa, làm người lãnh đạo dân tộc Do Thái, thì Ngài cũng chọn Giô-sê, người hầu cận của Môi-se, làm người lãnh đạo dân tộc của Ngài. Vì Giô-sê đã trung thành với Chúa và hết lòng yêu Ngài. Lịch sử Hội Thánh ghi lại một người đánh cá mà những thành viên tòa công luận đánh giá là ít học tầm thường, lại là nhà lãnh đạo lừng danh của Hội Thánh, để biến đổi cả cộng đồng vô tín trở nên con dân Đức Chúa Trời. Người ta cũng thuật lại câu chuyện về một chấp sự của Hội Thánh đầu tiên là nô lệ, nhưng khi vào trong Hội Thánh thì ông chủ tín đồ của người nô lệ đó rất quý trọng ông chấp sự nô lệ của mình. Đó là luật lệ của nước thiên đàng. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 13 chép: vì chúng ta dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp têm trong một thánh linh để trở thành một thân thể, tất cả đều được uống chung một thánh linh. Chúng ta phải quý trọng mọi người, mọi dân tộc như chính Ngài đã quý trọng họ, dù họ ít học, nghèo khổ hay thuộc tầng lớp xã hội bị ruồng bỏ. Trong Chúa không có sự ưu đãi cho dân tộc nào. Những dân tộc nào yêu mến Chúa thì được Ngài ban thưởng. Điểm thứ ba chúng ta học ở đây là Chúa quý trọng mọi con dân của Ngài. Trong Hội Thánh có những tín đồ lâu năm, họ nghĩ rằng tôi hiểu biết hơn những tín đồ mới, tôi có quyền điều khiển Hội Thánh, tôi phải được Chúa ưu đãi hơn. Có những người bước vào nhà Chúa khi đã già và nghĩ rằng vì mình hầu việc Chúa quá ít nên chắc phần thưởng Chúa ban cho mình không bằng những người đã hầu việc Chúa trọn cả đời. Nhưng luật lệ của nước thiên đàng không phải vậy. Chúa quý trọng mọi con dân của Ngài. Chúa ban thưởng theo lòng yêu Chúa, theo tâm tình hầu việc Chúa của mọi người, theo tỷ lệ kết quả ta lăng Chúa ban cho, chứ không theo thời gian. Họ có mặt trong Hội Thánh vì người có thâm niên trong Hội Thánh, nhưng không hết lòng hầu việc Chúa thì sẽ bị quở phạt. Nhưng người nhận ta lăng
mà không làm lợi cho nước trời. Họ đã làm gương xấu cho người khác và ngăn trở những người tín đồ mới trong đời sống hầu việc Ngài. Họ sẽ là người cuối trong nước thiên đàng. Số 4. Chúa ban cơ hội phục vụ cho mọi người. Dù là người bước vào lúc sáng sớm hay giờ cuối cùng buổi chiều, thì Chúa đều ban cho họ cơ hội để làm trong vườn nho, để phục vụ Ngài trong hội thánh của Ngài. Mỗi công dân nhân của Chúa đều được ban thời gian, khả năng, tài năng, phương tiện, tài chánh, cơ hội để hầu việc Ngài. Điều quan trọng là chúng ta có tận dụng cơ hội đó để hầu việc Chúa không? Người càng có nhiều ta răng thì trách nhiệm càng nhiều hơn. Chúng ta bước vào nhà Chúa vào giờ cuối cùng thì chúng ta càng hầu việc Chúa mạnh mẽ hơn, vì thời gian chúng ta còn quá ít. Chúa sắp trở lại để ban thưởng cho con dân của Ngài. Điểm thứ năm chúng ta học là ân sủng là sự ban cho của Chúa. Bà CBD nghĩ rằng phải xin hai chỗ tốt nhất cho hai con trai mình trên nước thiên đàng. Nhưng luật lệ của nước thiên đàng định rằng ngôi vị đó dành cho người chịu khổ với Chúa và được Đức Chúa Trời chuẩn bị từ trước. Chúng ta chịu khổ với Chúa vì chúng ta yêu mến Chúa và muốn giống như Ngài. Nhưng chúng ta biết rằng trước mắt Chúa, chúng ta không có gì xứng đáng để nhận phần thưởng. Tất cả chỉ là bởi hồng ân Chúa ban cho. Chúng ta được cứu rỗi, được mời gọi vào trong nhà Chúa, được phục vụ trong nước thiên đàng, nên chúng ta cúi đầu trước mặt Chúa để nhận lãnh bất cứ phần thưởng nào Chúa ban cho. Chúng ta nhận thức rằng sự cứu rỗi là phần thưởng Chúa Giêsu ban cho chúng ta một cách vô điều kiện. Nhưng chúng ta cần chạy cho xong cuộc đua để nhận phần thưởng như Philip đoạn 3 câu 14 che Phaolô nói: "Tôi nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ." Để kết luận, qua bài học Kinh Thánh trên, chúng ta biết Đức Chúa Trời có luật lệ của Ngài thiết về nước trời. Chúng ta là những công nhân phục vụ Chúa trong nước thiên đàng thì phải tuân theo những luật lệ đó. Thứ nhất là Chúa muốn chúng ta phải biết Chúa quý trọng cả tuyển dân của Ngài và cũng quý trọng chúng ta là tuyển dân Do Thái thuộc linh. Nên chúng ta hãnh diện mà bước vào và phục vụ Chúa hết lòng. Thứ hai, Chúa quý trọng mọi người và chúng ta cũng phải quý trọng mọi người, tôn trọng người khác như hơn mình. Theo gương của Chúa, và Chúa quý trọng mọi con dân của Ngài, nên chúng ta quý trọng từng chi thể trong thân của Chúa.
Sự quý trọng của chúng ta phải bày tỏ trong nếp sống yêu thương, giúp đỡ, ân cần của chúng ta với mọi người trong hội thánh. Số 4. Chúa ban cho mọi người cơ hội phục vụ Ngài, nên chúng ta phải nắm bắt mọi cơ hội để hầu việc Chúa. Nếu chúng ta dùng mọi cơ hội Chúa ban cho để hầu việc Ngài, thì chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng. 5. Luật lệ cuối cùng của nước thiên đàng trong bài học Kinh Thánh này dạy cho bà Sê-bi-đê và chúng ta biết ân sủng và sự ban cho của Đức Chúa Trời, chứ không theo ý muốn của chúng ta. Luật lệ của nước thiên đàng tuyệt hay. Cầu Chúa cho chúng ta học được luật lệ của nước thiên đàng và sống theo luật lệ đó, để đời sống của chúng ta tràn ngập phước hạnh và sẽ nhận phần thưởng ở nước thiên đàng mà Đức Chúa Trời để dành cho chúng ta. Muốn thật hết lòng.